Ừ, kính bạch sư tại sao con không thấy những vị sư nam tông hay nguyên thủy không đeo những pháp khí trên người ví dụ như vòng tay chuỗi hạt hay những đồ vật cầu kỳ khác như ở phật giáo tây tạng có phải đức phật cấm không cho những vị tỳ kheo mang đồ vật trang sức trên người nếu vậy thì tại sao hiện nay nhiều vị tăng sĩ vẫn làm trái với lời dạy của đức thế tôn vẫn mang tràng hạt bên người Uh, cái ý nghĩa ban đầu của cái uh, tràng hà cái uh, là giúp cho những vị mà thực hành cái pháp môn tịnh độ uh, đếm là mình đã niệm được bao nhiêu lần Ê, uh, thì đó là của pháp môn tịnh độ nhưng mà theo thời gian ấy thì dần dần những vị uh, không có thực hành hoặc thì cũng đeo cho có à, ra vẻ là mình cũng có thực hành pháp môn tình độ à, hoặc là một số vị thì dứt khoát coi cái đó như là một vật trang sức à, nếu như mà mình xem nó như là một công cụ để mà sử dụng ấy nha công cụ để sử dụng thì à, thật sự mà nói Đức Thế Tôn cũng không có cấm cái việc là mình xài một cái công cụ nào đó à, ví dụ, một vị tỳ-kheo thì có có thể sử dụng những công cụ nhưng mà những công cụ đó thứ nhất là nó không được quý giá Ví dụ như à, bằng vàng bạc à, thì cũng không có được đấy tức là công cụ để sử dụng thì mình được phép nhưng mà cái trang sức thì không được phép bởi vì uh, ngay cả trong cái tám giới của cư sĩ đó, quý vị thọ bác quan trai giới đó, nha trong tám giới của cư sĩ thì nó đã có cái phần là không được đeo trang sức rồi thì nói chi là một vị tu sĩ giữ 227 giới hoặc như là Phật giáo phát triển thì giữ 250 giới toàn bộ đều không có được phép mang trang sức đấy à, rồi à, những cái công cụ thì thí dụ như à, chuông mỏ trống thì cũng có thể xem như là công cụ à, thì nếu như mà mình xem nó là công cụ á, thì không có vấn đề gì nhưng nếu như mà mình biến nó trở thành một vật trang sức để cho nó đẹp ấy thì lúc đó nó lại trở thành vấn đề ha chính bởi vì như vậy à, các cả... À, sư à, Phật giáo Nguyên thủy thì à, sư giờ sư giờ đó, không có à, xài những cái công cụ như vậy và dứt khoát là không có xài trang sức. Nói sẵn nhắc luôn quý vị Ngay cả cái kiến cái kiến cái mắt kiến Ừ nếu như mà mình bị bệnh về mắt mà mình cần đeo á thì nó là công cụ mà mình đeo cái dạng kiến không độ á thì nó trở thành vật trang sức cũng không được và ngay cả cái cái kiến mà mình đeo mà mình kiến bệnh ấy kiến bệnh mà mình đeo mà mình đeo nó như là một vật trang sức á, thì cũng không được nha Uh, thành thử uh, có có những vị uh, mà giữ nghiêm uh, giữ nghiêm thì rất là ngại uh, nhiều việc uh, ví dụ như ngại cái chuyện mình đội cái nón len đội nón len bởi vì uh, với nhiều vị nó không cần thiết với nhiều vị nó không cần thiết tại sao À, tại vì cái y á thật sự mà nói nếu mà, nếu mà mình cần á, mình lấy cái y á mình chùm nó lên ví dụ ha thí, thí dụ hả? đây chùm nó lên đấy chùm nó lên là xong là xong à, nếu như mà mình chùm một lần không được hứng? mình chùm một lớp không được thì y nó cũng có nhiều lớp mình còn còn thêm cái y hai lớp nữa mình có thể mình che mình che lên trên nó cũng được rồi còn cái thí dụ như mà cần cổ á thì nó cũng có cái kiểu đắp y lầu che cái cổ quấn cái cổ luôn. Cũng không có cần là những cái à, ví dụ như khăn rồi cái này cái nọ cái kia để che. Thì nếu như là một vị mà nghiêm túc á nha, nếu như một vị nghiêm túc thì um, không cần mấy thứ đó. Uhm?